Hello cả nhà yêu dấu. Hôm nay Vanessa lên biểu diễn đầm mới về nha cả nhà ơi. Cái dây đây, đầm này có dây. Vì cái dép cao lên để cho nó đỡ phải đứng yên ghế. Mà nó trông chênh. Đầm này có dây thắt như này rộng, đủ size thoải mái luôn quý vị nha. Size hiện tại bé xà đang mặc là size M, có size S nữa đó. Thì cái đầm này không phải là kiểu nó rộng đâu, mà cái tay nó may theo cái kiểu như này đó quý vị. Nó rất, cái dáng của nó cũng rất là dài luôn, chắc là vẫn phải mang cái ghế ra để đứng. Thì nó nhìn nó không chạm đến dép, nhưng mà đi chân đất thì nó chạm đến gần gần mắt cá. Khi mà quý vị muốn thắt nơ, cái bụng của nó là có cái eo co giãn thoải mái, ai mà sợ bị eo chứ gì đó. Quý vị thắt nơ kiểu như nghiêng cũng được, hoặc kiểu thẳng như này cũng được. Thì tất cả các cái loại đầm này là đều tay dài, và xà có một số cái tay ngắn thì có thể mùa hè mới mặc được, thì bây giờ chỉ sâu cho quý vị cái tay dài trước thôi. Thì cái chất liệu này nó đẹp lắm cả nhà, chất liệu đẹp cực kỳ luôn đó. Thì tất cả các cái mệnh giá thì mỗi một cái nó có giá khác nhau, dao động từ 39 49. Có cái xịn nhất thì hơn một chút xíu thế thôi, cũng rẻ lắm, rẻ hơn cái đầm của loạt trước rất là nhiều đó. Thì ban sáng nay sẽ lên để show cho quý vị các cái mẫu quý vị muốn, mua mẫu nào thì quý vị order. Nhìn rất là thời trang quý phái, mặc đeo túi xách rồi đi chợ đi chơi nhá, nhất là đi chùa chiền biển biết, đi những cái ngày lễ nghỉ đó quý vị đó. Còn cái này thì nói chung đi làm cũng ok, nó cũng rất là thoải mái, ngồi ngồi thoải mái lắm luôn. Cái này đính đá hạt cườm luôn, nhìn như kim cương luôn. Dạo này rất hay nhiều người thích cái kiểu dạng như này. Thì cái này cũng có đai, thì quý vị phải thắt nó vào, tại vì cái này nó cái dáng của nó là hơi phùng phùng như này, nó có cái lỗ ở đây này, quý vị xỏ vào để thắt đai nha. Đó. Đó, thắt đai vào để cho nó tạo cái độ phùng, độ độ cái thực. Cái này thì ai mà size M trở ra thì mặc vừa, ai mà size S thì thắt vào, thì thực ra thắt vào nó cũng chẳng nhìn rõ, nó cũng vậy thôi đó. Ôi cái này vải nó đẹp lắm cả nhà ơi. Trời ơi, nhìn như cô tấm. Xinh quá trời, cái vải đẹp lắm cả nhà. Vải đẹp mà sao mà nó làm một cái đầm hết tốn cực kỳ nhiều vải, mà sao không hiểu nó tính kiểu gì mà cả tiền ship các kiểu vé sẽ mua để bán đến tay của quý vị thì coi như là thấy nó rẻ lắm đó quý vị. Đẹp không? Cái dáng này đẹp. Cái chất của nó đẹp lắm, nó giống như kiểu cái vải thời ngày xưa của mình, gọi là cái vải gì nhỉ? Vải vải cốt thông, nhưng mà nó lại giống như cái ngày xưa mình có cái vải gì mà mọi người nhiều tiền mới mua được cái vải, gọi là vải kim cương luôn á. Cái này thì màu đen, cũng có đai ở bụng như này quý vị thắt, tùy quý vị thắt được quý vị bỏ cũng được. Cái này thì cái chất ở bên trên nó giống như kiểu cái ngày trước mà bé sẽ bán cho quý vị mà trăm mấy đó, nhưng mà cái này thì cực kỳ rẻ, 39 đồng 99 này cả nhà. Nó là chất len co giãn, mặc mùa đông thì rất là ok, còn mùa hè thì cũng lạnh, mùa hè bên này cũng mặc được đó quý vị. Còn còn nếu như mà quý vị mà thắt nơ đây, thắt nơ ở chỗ này, quý vị mà mình ở bên Mỹ á, thì cái này mặc cả mùa đông mùa hè đều ok, chứ còn ở Việt Nam thì sợ mùa hè hơi nóng. Đó, còn ở bên Mỹ thì ok. Đẹp lắm luôn. Gần lại cho quý vị nhìn này. Đẹp lắm. Đẹp cực kỳ luôn.
Cái này màu tím, kiểu dáng như là công chúa. Đó, cái này thì nó giống kiểu free size á mọi người, nhưng mà nó vẫn có size. Thì cái loại cái size bác xà đang mặc là size bự, size bự nha cả nhà. Em vớ được cái nào em mặc cái đấy thử trước cho quý vị, còn có size nhỏ hơn đó. Nhưng mà mình thích kiểu mặc kiểu thùng thùng như này mà nó có cái chip trước như đây này. Mặc đẹp lắm cả nhà. Ồ, cái chất vải của nó cũng đẹp lắm luôn. Ở năm nay nó hay ra cái kiểu tay như này là mốt mốt của năm nay đó. Trời ơi. Mặc đầm, mình thích mặc đầm lắm, chắc để mặc trình diễn. Cái này thì dáng kéo khóe đằng sau, không con dây nơ, chít eo như này luôn. Nhưng mà cái này ván xà mặc hơi rộng, ai bự hơn ván xà tí thì mặc vừa. Đẹp lắm cả nhà. Cái màu bordeaux này cũng rất là, màu bordeaux cũng nghiền luôn. Đẹp quá, có hai cái màu bordeaux này. Ta xem cái này size bao nhiêu. Cái này size bự hơn nha, ai mặc size 8 thì quý vị mặc vừa, cái này size bự hơn. Cũng cùng màu, giống hệt kiểu như bé xà đang mặc. Đẹp. Đẹp thật đó. Trời ơi. Cái này đẹp quá trời luôn, cái hoa này mình cũng rất là thích. Trời ơi, đẹp quá. Cái này thì có dây nơ này, dây nơ để cho quý vị có thể đó, quý vị có thể thắt đằng trước, thắt nơ đằng trước hoặc nơ ở bên ngang cũng được. Ai mà muốn cho cái eo nó tịt vào cho nó phồng ra, còn ai mà eo bự quá thì để tự nhiên đẹp. Còn cái thắt cái này thì hơi ngắn, cái này chỉ qua đầu gối xíu thôi. Dáng dài thế này thì mới đi mùa đông này, đi mới không bị lạnh, chứ mặc mấy cái cộc kia thì mùa hè thôi chứ mùa đông thì lạnh. Dài ra một chút. Trời ơi đẹp quá. Hôm nay mình trang điểm cũng có chả trang điểm đâu, đánh son với bôi kia thử cái ấy. Sản phẩm mới chuẩn bị lên bán hàng cho quý vị. Chắc một vài bữa nữa để em thử nghiệm xong em lên quảng cáo. Trời ơi, cái này đẹp quá cả nhà. Cái nào cũng thấy đẹp á. Ôi. Nhìn âu yếm quá. Ôi, cái này thích quá. Cái này không cần đai, không cần dây gì cả. Đằng sau có cái hạt như kim cương để cài này. Cài nút đằng sau của cổ này. Ôi, không cần cài cũng được. Còn thứ quý vị thích cài thì quý vị cài. Tại vì nó cũng chặt vào cổ rồi, cũng không cần phải cài. Đó. Mà cái chỗ này nó chun rất là dài, một đoạn như này luôn. Thành ra nó bó chặt vào ngực mình luôn á. Nó co giãn ai mặc cũng được. Ôi, nó co giãn cực mạnh. Không có sợ bị làm sao. Xong cái tay nó cũng làm cái kiểu như vậy này. Nó cũng có một chút co, chút làm co giãn như vậy này. Ôi, cái đầm này đẹp quá cả nhà ơi. Đầm này quá đẹp luôn. One two, one two, one two. Ấm, cởi ra nó lạnh. Mà cái đầm mà nó ấm hẳn lên, lúc cởi ra thì không mặc gì, thành ra nó lạnh. Đẹp quá cả nhà ơi. Sao tự dưng nó có lẫn cái chân máy. Cái này cái chân máy á cả nhà, chân đầm. Lẫn cái chân váy này vào. Mặc với áo len ở trên đó, đẹp. Cái này là công chúa. Trời ơi, công chúa tay bồng cái loại này, đợt này họ may nó bồng bềnh, nó rộng, tay rộng mênh mông luôn á cả nhà. Cái này thì size ai bự hơn bé xà một chút thì vừa. Ủa, đẹp lắm luôn á cả nhà ơi. Nó có cái con
nó có co giãn ở chỗ eo này quý vị nha. Ồ, đẹp lắm, đẹp tuyệt vời luôn, mặc nó thoải mái nữa chứ. Nó có co giãn ở chỗ eo này quý vị nha. Ồ, đẹp lắm, đẹp tuyệt vời luôn, mặc nó thoải mái nữa chứ. Nó có đó, đang quay thì tự dưng điện thoại nó hết mất nó dữ liệu thôi. Phải dừng lại để xóa bớt đi cả nhà ấy, nó đầy quá rồi. Ôi cái đầm này thích quá trời luôn, đầm nào cũng thích, nhìn như búp bê ấy, cả nhà ơi. Trời ơi cái vàng này cũng đẹp quá luôn này, nhưng mà cái vàng này thắt nơ trước trước ngực này, em không biết thắt kiểu gì luôn á, chắc thắt thành bông hoa ở đây đó, chắc thắt kiểu hoa chéo chéo như thế này. Size này hơi rộng nha, ai mà bự hơn vá xà tí xíu mà cũng vừa hoặc bằng vá xà, thực ra thì bự hơn thì mặc nó vừa hơn, nhưng mà tại vì nó là cái loại đầm co giãn ôm á, cái này thì nó có cả cúc cài ở tay như này luôn, cái cúc nó làm đẹp lắm cả nhà, cài cúc vào hai bên đó, đằng sau nó còn có cái này nữa này. Ôi đẹp quá, cái này không có dây nha, co giãn bung ra bung vào được, không có dây nơ buộc ở bụng à, kiểu co giãn. Trời ơi đẹp, ôi cái nào cũng đẹp quá. Mọi người biết thắt nơ thắt kiểu gì cho nó đẹp thì đẹp, chứ va xà không biết thắt lắm, chắc thắt cao lên này đẹp hơn này. Cái này thì kiểu kéo khóa ở đằng sau, cái này hơi rộng, va xà cũng thử cái đúng cái size M, size số 6 á. Nhưng mà sao dạo này mình bự sao nhỉ, mình mặc size 6 mà cũng gần như vừa luôn á. Ui đẹp lắm cả nhà ơi. Cái màu nào cũng đẹp, trời ơi, tay còn kiểu như công chúa này nữa. Mà cái vải này nó nhẹ, màu này cũng đẹp, phải mặc sang loại khác thôi. Mỗi cái em lướt qua một lượt cho quý vị thôi nha, muốn mặc để lượn qua lượn lại lắm đó, nhưng mà giờ phải lấy sang cái vẫn còn nhiều lắm. Cái này hình trái tim quý vị ơi, nhưng mà cũng nơ mà bán xạ không có biết thắt nơ kiểu gì luôn, chắc là thắt chéo hay là thắt như nào đấy để cho nó đẹp. Quý vị có thể thắt thành một cái chùm ở đây, chùm nơ ở đây, mình còn chưa biết thắt nơ cả nhà, chắc thắt thành một đống hoa hoa nơ nơ ở chỗ này. Co giãn thoải mái nha quý vị, ai mặc cũng size này size nhỏ, quý vị nào bự hơn thì cũng lấy size bự hơn, đủ size các cả nhà. Cái này cũng đẹp lắm, ôi đẹp quá, dù cái nào cũng đẹp. Trái tim. Ôi sao mà cái đầm nào nhìn nó cũng yêu quá trời luôn, đẹp. Cái này nãy mặc rồi, cái này size bự hơn, cái len hoa hồng vừa nãy ba sẽ có mặc rồi đó. Cái này ba sao không biết mặc kiểu gì luôn đó quý vị ơi, hình như là mặc mặc đầu nào cũng được sao á. Nó là cái dạng cổ trễ, cổ thuyền như này. Chỗ này eo, chỗ này chít, eo chít nhưng mà rộng lắm, co giãn rất là thoải mái, nhỏ cũng vừa mà bự cũng vừa. Tại vì nó co giãn rất là mạnh, rất là rộng, mình có thể kéo được cực kỳ mạnh ra ngoài luôn á. Mà nó tịt chặt cực kỳ vào bụng, nhìn nó thích, nhìn nó chắc chắn luôn. Màu này cũng đẹp cả nhà. Số sao cái đầm nào nhìn cũng đẹp quá, nhưng cái đầm này là ai có cái bờ vai ngực đẹp á thì mặc đẹp lắm. Và nó sợ là ngực xấu. Cái này thì hai lớp, ở trong nó là một lớp nữa hồng, hồng như này luôn, hai lớp đẹp lắm. Đó cái này gọi là công chúa ngủ trong rừng. Cái này là kéo khóa đằng sau quý vị nha, cho nên là cái chỗ eo này á nó hơi giãn chút xíu thôi, tại vì kéo khóa đằng sau ai vừa thì mới mặc được, có nghĩa là cái này thì từ những người size M trở xuống thì mặc được,
Còn nếu như mà size mà bự trở lên là sẽ không mặc được. Cái này dùng cho bạn nào mà điệu điệu đà thì nên mặc cái này. Cái này mặc vào nhìn nó giống công chúa lắm, nhìn điệu đà lắm. Trời ơi, ai mà bạn nào mà điệu điệu thì nên mặc cái đầm này. Cái này thì cũng một đoạn như này ở eo á, nó giãn cực kỳ mạnh mà nó bóp vào thích lắm đó, ai mà có ngực mà. Đó, cái này đẹp lắm cả nhà ơi, cái này cũng thích lắm luôn. Em sợ cái dép à, hình như đi chân đất tự nhiên nó tự nhiên tự tự tin hơn ít khi đi đấy. Quý vị nhìn cái eo nó đẹp không, nó bám sát vào người luôn. Quay mãi vào đây này, quay gì cái đây chứ. Trời, từ nãy giờ chả để ý cái điện thoại rồi cả, quay đi đâu cả nhà ơi. Đẹp. Cực kỳ đẹp luôn. Xinh. Mặc cái váy này vào nhìn tôn hẳn lên. Xinh lên bao nhiêu? Cái này giống như cái lúc đầu bé xài mặc á, nhưng mà cái này nó màu này, hoa hồng màu 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 này chứ không phải màu đỏ như đấy. Đó, nó có hai màu nha. Vàng đen như này. Đẹp lắm luôn. Đẹp cực kỳ luôn.